Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép truyện tranh, đến chương này chắc phàm đã hoàn toàn đến mép mới, hình ảnh nhân vật chưa có nên mình sẽ lựa chọn như nhân vật phù hợp nhất với bối cảnh. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nếu thấy hay hãy chia sẻ, like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Gốc cửu phẩm linh dược này, ngươi muốn không? Đem gốc linh dược kia tùy ý lắc lắc trước mắt thủy nhược hoa, chắc phàm cười nhạt lên tiếng, ta vừa mới nhìn thấy ngươi vì nó mà liều mạng, nhất định rất muốn đạt được đi. Nhìn chằm chằm hai con ngươi chắc phàm, thủy nhược hoa cảnh giác trong lòng, nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì thông minh thiên hạ không có bữa trưa miễn phí ngươi muốn có gốc linh dược này tự nhiên phải bỏ ra chút gì đó mới được mỉm cười chắc phàm nhìn lướt qua thân thể thủy nhược hoa một chút cười nhạt lên tiếng giống thật giống hai gò má bất giác đỏ bừng thủy nhược hoa vội vã lui về phía sau hai bước khóe miệng tuy vẫn như cũ còn vết máu đỏ tươi sắc mặt tái nhợt suy yếu nhưng một đôi mắt đẹp lại hung tợn chừng chừng nhìn về phía chắc phàm cả giận nói ma đạo tặc tử đừng si tâm vọng tưởng bản cô nương cũng không phải dễ hút nha đệ tử huyền thiên tông cũng ảo ảo tiến lên một bước hung hăng nhìn về phía chắc phàm dương cung bạt kiếm ha 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 đúng là tinh khí cũng tương tự như vậy đều rất quật cường hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt chắc phàm chỉ nhìn lấy thủy nhược hoa cười khẽ gật đầu tiếp lấy thở sâu đạm mặc lên tiếng cô nương ngươi đừng hiểu lầm tại hạ không thích song tu chi đạo cũng sẽ không xâm phạm cô nương chỉ là muốn hỏi cô nương mấy vấn đề cô nương thành thật trả lời linh dược tự nhiên hai tay dâng lên bất giác nao nao thủy nhược hoa liếc hắn một cái thật sâu trong mắt lóe lên một tia mờ mịt bộ dáng chắc phàm nho nhã lễ độ như thế cùng tu giả ma đạo khác ngược lại là có khác biệt rất lớn không khỏi khiến cho nàng nổi lên một chút hảo cảm đồng thời trong lòng cũng vạn phần không hiểu người này thật sự là người trong ma đạo sao thấy nàng trầm mặc không nói chắc phàm không khỏi cười nhạt một tiếng thản nhiên nói nếu cô nương đã không cự tuyệt vậy tại hạ coi như người đáp ứng ai ai nói Thủy Nhược Hoa giật mình, vừa muốn mở miệng phản bác, vấn đề của Trác Phàm đã theo nhau mà tới, "Xin hỏi cô nương, Quý Tông nhưng có một vị đệ tử tên là Sở Khuynh Thành, là từ Thiên Vũ Hoa Vũ lâu đến." Bất giác trì trệ, Thủy Nhược Hoa liếc nhìn Trác Phàm một chút, khẽ gật đầu. "Không sai, Khuynh Thành sư muội chính là đệ tử sư tôn mới thu, xác thực đến từ Thiên Vũ, làm sao các ngươi biết nhau à?" "Ha ha ha, thì ra nàng quả nhiên tại Huyền Thiên Tông." Khóe miệng xẹt qua đường cong vui vẻ, Trác Phàm không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại tiếp tục hỏi: như vậy nàng hiện tại sống có tốt không khi nói ra câu nói này trái tim chắc phàm không lý do mà siết chặt hai mắt nhìn về phía thủy nhược hoa cũng lộ ra có chút vội vàng tuy hắn kịch liệt che giấu nhưng nữ nhân bình thường đều vô cùng mẫn cảm thủy nhược hoa đã rõ ràng nhìn ra lo lắng trong lòng của hắn ngơ ngác gật đầu thủy nhược hoa chậm rãi lên tiếng sư muội là đệ tử quan môn của sư phụ sư phụ rất sủng nàng nàng sống rất tốt vậy là tốt rồi thở dài ra một hơi, chắc phàm đột ngột cảm thấy hòn đá trong lòng cuối cùng cũng buông ra. Sở khuyên thành vì hắn mà gia nhập huyền thiên tông, nếu cuộc sống không được tốt, vậy thì hắn nhất định sẽ ái náy vạn phần. Hiện tại, lòng hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Chậm rãi đem gốc linh dược kia đưa tới trước người thủy nhược hoa, chắc phàm cười nhạt một tiếng, chân thành tha thiết nói, cảm ơn, gốc linh dược này, cho người. Mí mắt hơi hơi run run, thủy nhược hoa quả thực không thể tin được đây là thật nam nhân trước mặt này thật sự chỉ hỏi nàng hai vấn đề liền đem một gốc cửu phẩm linh dược đưa cho nàng mà lại hai vấn đề này không chút nào liên quan đến bí mật của tông môn chỉ liên quan đến tình hình của sư muội nàng gần đây nghĩ tới đây thủy nhược hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chắc phàm hỏi ngươi đến tục cùng là ai cùng sở sư muội là quan hệ như thế nào các ngươi trước kia quen biết sao cô nương chuyện này không liên quan đến ngươi ta là ai không trọng yếu hơn nữa ngươi tốt nhất cũng không nên ở trước mặt nàng nhắc đến chuyện ngày hôm nay giao dịch giữa chúng ta đã hoàn thành mang theo linh dược rời đi đi thôi chậm rãi lắc đầu chắc phàm sắc mặt chợt trở nên dị thường lãnh đạm đến mức thủy nhược hoa nhịn không được sững sờ người này làm sao trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách vừa mới nãy còn một bộ dạng dỡ đối xử mọi người hiền lành nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở nên hờ hững như thế chẳng lẽ nói cũng bởi vì đã hỏi xong vấn đề sao thủy nhược hoa trong lòng khó hiểu nhưng nàng quả thật đã đoán đúng chắc phàm đã có được đáp án mình muốn việc gì cần phải tiếp tục lá mặt lá trái cùng người Hàn Tam thiếu mắt lạnh nhìn hết thảy, hét lớn, các ngươi ở nơi đó mân mê nửa ngày, đến tục cùng có ý gì? Đến sau cùng, còn không phải cường giả vi tôn, thực lực trí thượng. Hàn Tam thiếu ta muốn cướp, các ngươi người nào ngăn cản được ta? Lời vừa nói ra, Thủy Nhược Hoa nhất thời siết chặt trong lòng, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngương trọng. Đúng thật, bọn họ có thể lấy được linh dược là bởi vì Hàn Tam thiếu chưa động thủ. Nếu hắn động thủ, lấy thực lực của hắn, đám người bọn họ tuyệt đối ngăn không được thế nhưng linh dược đã nơi tay muốn nàng ngoan ngoãn đem nó giao ra nàng lại dị thường không cam lòng trong lúc nhất thời mọi người liếc nhìn nhau đều là do dự không thôi không biết nên hành sự như thế nào mới tốt bất đắc dĩ thở dài chắc phàm không khỏi sờ mũi một cái thì thào lên tiếng nhân quý ở tự mình hiểu lấy không có thực lực kia thì không nên tùy tiện nhảy nhót đi ra nói xong chắc phàm trực tiếp đi thẳng về phía hàn tam thiếu mỗi một bước vẫn như cũ là chậm chầm ổn như vậy nhưng ánh mắt hàn tam thiếu nhìn về phía hắn dĩ nhiên đã nổi lên vẻ nghiêm túc không biết sao tuy chắc phàm chỉ là thiên huyền cảnh tầng 6, nhưng hắn luôn cảm thấy tiểu tử này có gì đó quái lạ tiểu tử ngươi vừa mới nói rất đúng không có thực lực kia thì không nên nhảy nhót đi ra câu nói này rất hợp với bọn họ cũng tương tự rất hợp với ngươi mắt hàn tam thiếu lóe lên tinh quang dò xét nói mỉm cười lắc lắc đầu chắc phàm không khỏi mỉm mai cười lên tiếng ngươi đại khái là đã hiểu lầm ta câu nói này không phải nói với bọn họ mà chính là đang nói với ngươi thật to gan trong mắt hơi hơi ngưng tụ hàn tam thiếu đột nhiên phóng ra một đạo nguyên thần trùng kích về phía chắc phàm hét lớn chỉ là một cái tu giả thiên huyền có năng lực gì mà đòi giáo huấn bổn công tử ánh mắt khẽ híp lại một cái chắc phàm không nói gì nhưng khóe miệng lại sạch qua một đường cong tà dị tiếp lấy ông một tiếng một đạo nguyên thần trùng kích càng thêm cường đại đột nhiên phát ra đùng hai đạo nguyên thần hung hăng đụng vào nhau khiến toàn bộ không gian không ngừng chấn động hàn tam thiếu bạch 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 lui thẳng về sau năm bước mới miễn cưỡng dừng được thân hình ánh mắt nhìn về phía chắc phàm đã tràn đầy vẻ kinh hãi nhưng chắc phàm vẫn như cũ nhàn nhã đi về phía trước tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào làm sao có thể chỉ là một tu giả thiên huyền tầng 6, lực lượng nguyên thần vậy mà vượt qua bổn công tử là cao thủ thần chiếu tầng 7. cái này cái này sao có thể hàn tam thiếu không thể tin được kêu lên sợ hãi mọi người thấy thế vẻ mặt kinh hãi tiểu tử này đến tột cùng là có lai lịch gì tại sao lại quỷ dị như thế cao thủ thiên huyền có được cường độ nguyên thần như thần chiếu cảnh đã là mười phần hiếm thấy hú chi hắn còn siêu việt hơn cao thủ thần chiếu cảnh trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía chắc phàm đều tràn ngập quái dị không buồn để ý ánh mắt của mọi người chắc phàm chậm rãi đi đến trước người ma sách tứ quỷ nhìn xem bất giác cười khẽ một tiếng chu hồn la võng lấy thú hồn của linh thú luyện chế chuyên dùng để trói buộc nguyên thần khó trách ngay cả bốn tên quỷ lùn này cũng chạy không được ha 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 chắc quản gia nhanh cứu chúng ta ma sách tứ quỷ thấy chắc phàm đến điên cuồng hò hét kêu cứu hàn tam thiếu thấy thế lại cười lạnh cắn răng nói đây là thất phẩm ma bảo ngoại trừ thủ quyết của riêng ta ngươi tuyệt đối không cứu được bọn họ ha 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 tự đại tự luyến không biết xấu hổ không khỏi khẽ cười một tiếng chắc phàm trực tiếp ném ra ba câu từ chối cho ý kiến nói thứ này luyện chế từ nguyên thần chuyên dùng để trói buộc nguyên thần nếu đã biết nguyên do có thủ quyết giải ấn hay không thực ra cũng không quan trọng nói xong chắc phàm búng tay một cái đầu ngón tay nhất thời dấy lên một ngọn lửa màu xanh phát ra quang huy rạng rỡ tiếp lấy chắc phàm tiện tay hất lên đạo thanh viêm kia liền rơi xuống phía trên chu hồn la võng chỉ một thoáng chỉ nghe tiếng tư tư liên tục vang lên phảng phất như tiếng dã thú đang bị thiêu đốt kêu gào từng tiếng thê lương chuyển khắp toàn bộ sơn cốc sau đó liên nghe ba ba vài tiếng giòn vang phát ra chu hôn la võng đã bỗng dưng tách ra vỡ vụn ma sách tứ quỷ liền được giải thoát đi ra khôi phục lại tự do liên tục cười quái dị khạc 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 tiểu tử không biết trời cao đất rộng ta liền nói ngươi không biết lượng sức không làm gì được chắc quản gia nhà chúng ta đi quỷ hung sát hoa chân múa tay lên tiếng mỉa mai ba quỷ còn lại cũng nhảy cẫng hoan hô chế giễu một trận hàn tam thiếu thì sớm đã cả kinh trợn mắt há mồm không thể tin được đây là thật Đường đường thất phẩm ma bảo, thế mà bị phá giải dễ dàng như thế, đây quả thực là không thể tin nổi. Thế nhưng hắn làm sao biết, thanh viêm kia chuyên dùng để tấn công nguyên thần, cái ma bảo này của hắn lại là luyện chế từ nguyên thần, có thể nói là đúng lúc đụng vào họng súng của người ta. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Hàn Tam thiếu hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, cắn răng nói, "Hảo tiểu tử, giả heo ăn thịt hổ, vừa mới nãy, bổn công tử thật sự đã coi thường ngươi." nhưng bây giờ bổn công tử muốn xuất ra thực lực để ngươi kiến thức một phen cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân thật sao khinh thường hừ nhẹ một tiếng chắc phàm chậm rãi giơ lên cánh tay phải bên trên hiện lên hào quang màu đỏ phát ra khí thế nhiếp người lạnh lùng nói chiến với ngươi một trận ta không có hứng thú gì nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta không được phép vượt qua đường vạch này vừa dứt lời chắc phàm vung tay đánh xuống mặt đất Bỗng dưng, một đầu hồng mang rõ ràng đột nhiên xẹt qua trước mắt tất cả mọi người, sau một khắc, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều đột nhiên run rẩy. Cát bay đá chạy, bụi vàng đầy trời, thiên địa sụp đổ, tựa như ngày tận thế. Mọi người đứng trên mặt đất, theo cả vùng đất không ngừng lắc lư, nỗ lực giữ thăng bằng, nhưng vẫn là không nhịn được ngã nhào trên đất, mắt đầy vẻ sợ hãi. Cuối cùng là làm sao? Trong lòng tất cả mọi người đều nảy ra cùng một vấn đề, ba hồn bảy vía sợ đến mất mật cuối cùng khắp nơi rừng rung động bụi mù cũng dần dần tiêu tán thế nhưng thứ rơi vào tầm mắt tất cả mọi người lại khiến cho bọn họ cả kinh trong mắt kém chút nữa rơi xuống đất một mảnh trái tim nhỏ sớm đã từ trong cổ họng vọt ra ngoài chỉ thấy giờ khác này tiểu xương cốc vắng vẻ kia đã như là thiên kiếm lâm phàm bị một kiếm đánh xuống chia làm hai nửa cách xa nhau ngàn thước mà ở chính giữa là một rãnh trời sâu không thấy đáy hai bên xa xa nhìn lại nhìn không thấy cuối nhìn lấy hết thảy hàn tam thiếu đứng ở một bên sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra lúc nhìn về phía chắc phàm vẻ mặt lạnh lùng đứng ở phía đối diện càng là như nhìn quái vật mà nhìn hắn cái tên này đến tột cùng là thần thánh phương nào mà có quái lực như thế vung tay lên liền có thể đem khắp nơi tách ra đây rõ ràng không phải là hàn tam thiếu ta may mắn vừa mới nãy không động thủ cùng hắn nếu không người ta dùng một quyền liền có thể đem mình miểu sát còn đánh cái cái rắm đánh cái quản quẻ Vừa nghĩ tới lúc trước mình dùng lời nói khiêu khích hắn, Hàn Tam thiếu chợt cảm thấy có một loại cảm giác tự tìm đường chết, ruột đều nhanh hối hận đến xanh. Hiện tại, hắn rốt cục cũng lĩnh hội được ý tứ trong câu nói kia của Trác Phàm, hắn mới là kẻ không có thực lực, lại lung tung nhảy nhót trước mặt người, còn kém chút nữa là đem chính mình nhảy đến chết. Lạnh lùng nhìn về phía đối diện, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, "Lão tử không phải nhi tử của ta Vô Nguyệt, lão tử có thể phách lối, bởi vì lão tử có đủ thực lực. Nếu như ngươi dám vượt qua tuyến này, lão tử nhất định sẽ đem đầu ngươi vặn xuống." lông mày nhịn không được run lên một cái hàn tam thiếu âm thầm sợ hãi nhưng vẫn còn có chút không cam lòng hét lớn chẳng lẽ ngươi dám giết thiếu chủ ma hồn tông ta không sợ hai tông đại chiến sao hàn tam thiếu muốn dùng lợi ích của tông môn để chấn áp chắc phàm một đầu tìm về chút thể diện thế nhưng chắc phàm lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng cao trạng là quyền của người sống người chết có thể cáo trạng sao khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị mặc dù chắc phàm chỉ hơi hợt lên tiếng nhưng lại đem hàn tam thiếu dọa đến một cái lảo đảo ngã nhào trên đất ý tứ của trác phàm rất rõ ràng lão tử đã giết thì sẽ đem bọn ngươi giết sạch làm thành vụ án không đầu phức tạp ngươi muốn tông môn báo thủ cho mình hừ 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 rơi vào trong tay lão tử ngoan ngoãn chết oan ma hồn tông tuyệt sẽ không biết là ai làm sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sự đến ẻ cả da quần hàn tam thiếu không còn dám lên tiếng trên thân chắc phàm mặc dù không có một tia lệ khí tràn ra nhưng là giờ khác này hắn lại chính thức cảm nhận được sự hoảng sợ phát từ đáy lòng cái này mới thật sự là ma bên trong ma không dựa vào lệ khí khiếp người, chỉ bằng răm ba câu liền khiến người ta có loại cảm giác như đoạn địa ngục. Chậm rãi xoay người lại, chắc phàm không tiếp tục nhìn bất luận là kẻ nào, đạp nhẹ, liền lăng không bay lên, thẳng lên không trung, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ma sách tứ quỷ cũng ảo ảo cười quái dị một tiếng, vội vã đuổi theo. Rất nhanh, năm đạo nhân ảnh ma sách tông toàn bộ biến mất. Thủy Nhược Hoa ngơ ngác nhìn theo phương hướng bóng lưng chắc phàm đi xa rồi biến mất, trong mắt không khỏi một mảnh giật mình lo lắng. Nam nhân này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? lúc này một vị đệ tử huyền thiên tông một mặt kiên kỵ đi vào trước mặt nàng thở phào một hơi sư tỷ người kia thật đáng sợ may mắn là hắn không có ác ý đối với chúng ta nếu không chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào đúng vậy một người đệ tử khác nghe thế cũng gật đầu nói phải nghĩ không ra mà sách tông còn có loại tồn tại đáng sợ như thế rõ ràng là tu vi như đệ tử thực lực lại kinh khủng đến mức lợi hại khi chúng ta trở về, nhất định phải cùng các sư huynh để chào hỏi một phen, về sau nếu lại cùng đệ tử Ma Sách Tông tranh đấu, gặp phải tiểu tử này, phải tranh thủ thời gian chạy đi mới là thượng sách. Lời vừa nói ra, đám người còn lại cũng ảo ảo gật đầu, vẻ sợ hãi trên mặt, nhất thời khó có thể tiêu tán. Thủy Nhược Hoa vẫn đang ngơ ngác mà nhìn chăm chăm vào trên mây, thanh âm của người bên cạnh tựa hồ cũng không nghe lọt vào tai, vẫn như cũ đầy mặt mê hoặc lẩm bẩm nói, hắn là ai, hắn cùng sư muội là quan hệ như thế nào? Sư tỷ, Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, đem nàng từ trong mê mang giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn qua, đã thấy một tên đệ tử cuống cuồng chỉ về phía đám người ma hồn tông ở phía đối diện, vội vàng nói: "Cái kia, cái kia Hàn Tam thiếu lại lên." Bất giác hơi kinh hãi, Thủy Nhược Hoa vội vàng hướng chỗ đó nhìn qua, lại chỉ thấy Hàn Tam thiếu đang được mọi người nâng đỡ, cuối cùng cũng đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía bọn họ tràn đầy vẻ ác độc. Thủy Nhược Hoa siết chặt tay, nắm lấy gốc linh dược kia, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, trong lòng càng là nhấc lên 12 vạn phần tỉnh táo. Thế nhưng, khi Hàn Tam thiếu kia vừa muốn hành động, một chân đều đã nâng lên, cúi đầu nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, trong lòng lại run lên, bàn chân đã giơ lên lại chậm rãi buông xuống, có chút không cam lòng khẽ cắn môi, quát nói, "Chúng ta đi." Ừ. Vừa dứt lời, Hàn Tam thiếu mang người rời khỏi nơi này, trong nháy mắt biến mất. Thấy tình cảnh này, người Huyền Thiên Tông mới thở phào một hơi, yên lòng chỉ là vẫn là có người không hiểu kỳ quái nói a à, hàn tam thiếu luôn luôn bá đạo lần này thế mà lại từ bỏ không đoạt linh dược cùng chúng ta thực là kỳ quái là mặt trời mọc ở hướng tây sao này cái tên ngu ngốc nhà ngươi cái này mà nghĩ mãi còn không rõ vừa mới nãy tên quái vật bên ma sách tông kia không phải đã hạ cấm lệnh không cho phép hắn bước qua tuyến này một bước hiện tại hắn nào dám vượt qua vực sâu vừa xuất hiện trong nháy mắt này hắn không sợ tiểu tử kia đem đầu hắn vặn xuống sao lời vừa nói ra mọi người liếc nhìn nhau đều là cười to lên thế nhưng người kia vẫn nhẹ cao mày nghi ngờ nói thế nhưng là nam nhân kia không phải là đã rời đi làm sao hắn còn e ngại như vậy người đã đi nhưng dư uy vẫn còn hít một hơi thật sâu thủy nhược hoa thở dài lên tiếng đây là chiến đấu giữa tu giả cấp cao các ngươi không hiểu được chỉ là nam nhân này vậy mà chỉ dùng dăm ba câu liền đem tam thiếu chủ của ma hồn tông chấn động đến dừng bước tại đây không dám vượt qua giới hạn cũng thật là đáng sợ ma sách tông lại xuất ra một kẻ khó lường mọi người nghe thế lại nghĩ tới người kia vừa phất tay nhấc chân liền khiến long trời lở đất trên đầu không khỏi lấm tấm chảy ra mồ hôi lạnh người này về sau lại là địch nhân của chúng ta sao cái kia thật sự là thật đang sợ ở một phương diện khác chắc phàm mang theo ma sách tứ quỷ cấp tốc bay về phương hướng ma sách tông quỷ hung sát đi đến trước người chắc phàm nhớ tới chuyện vừa mới nãy một mặt khó hiểu nói chắc quản gia vừa mới nãy tại sao ngươi lại muốn cứu tiểu cô nương kia có phải lại coi trọng người ta hay không đánh rắm ta chỉ muốn hỏi thăm chuyện bên huyền thiên tông một chút chỉ thế thôi bất giác hừ nhẹ một tiếng chắc phàm lạnh lùng nói quỷ hung sát gật đầu rồi nói tiếp tên tiểu quỷ ma hồn tông thì sao sao ngài cũng thả hắn đây không phải phong cách của ngài phong cách nào trời sinh cuồng sát sao lạnh lùng liếc bốn người một chút chắc phàm sâu xa nói đối phương dù sao cũng là đại tông môn không nên làm quá mức tuyệt tình nếu không đối với người nào cũng không tốt chỉ cần có thể chấn nhiếp được hắn là đủ Tuy nói, nếu ta muốn diệt bọn họ, có thể thần không biết quỷ không hay, nhưng trên đời nào có tường nào không lọt gió, cho nên không phải đến mức bất đắc dĩ, tuyệt không thể cực đoan. Tứ quỷ nghe xong, gật đầu hiểu ý, quỷ hung sát càng là đùa cười một tiếng, khen, chắc quản gia hành sự vẫn như cũ, nước không lọt, suy nghĩ chu toàn, ha ha ha. Khó trách ngay cả tông chủ đều đã nhìn chúng ngài, mãnh liệt mời ngài nhập tông. Đúng vậy, đúng vậy, ba quỷ còn lại cũng ở một bên ảo ảo hô quát, không ngừng a rua. Chắc Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, nhưng rất nhanh lại câu mày nói. Đúng rồi, ta vừa mới nghe hắn nói cái gì trung tam tông, hạ tam tông, cái kia là có ý gì. Ách, khí tức bất giác trì trệ, ma sách tứ quỷ liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt vừa mới nãy còn vui mừng, trong nháy mắt đã trở nên uể oải. Chắc Phàm vừa thấy thì không rõ ràng cho lắm, thật lâu sau quỷ hung sát mới méo miệng mặt ủ mày cho nói chắc quản gia chuyện thương tâm này ngài đừng nhắc tới càng đừng ở trong tông nhấc lên nếu không có bị đánh tông chủ cũng sẽ không giúp người làm sao lông mày nhíu lại một cái chắc phàm nghi hoặc lên tiếng quỷ hung sát phun ra một ngụm chọc khí thật dài sâu kín lên tiếng thực ra tây châu hết thảy có 10 đại tông môn ngoại trừ song long viện đứng ở vị trí tối đỉnh phong tại tây châu chín tông khác ấn theo thực lực phân chia bị chia làm thượng tam tông trung tam tông cùng hạ tam tông Tông môn có thực lực càng mạnh, càng là có thể tiến vào chiếm giữ bên trong đại quốc, hưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Giống như Ma Hồn Tông kia, chính là trung tam tông, chúng ta Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông đều là hàng ngũ hạ tam tông, cho nên mỗi lần đệ tử tông môn chúng ta gặp phải bọn họ, đều cảm thấy thấp hơn một đầu, có chút bị khinh bỉ. Đúng vậy, nhất là 60 năm trước, chúng ta cùng bọn họ đánh nhau, vốn là tứ huynh đệ chúng ta liên thủ, rất có hy vọng đánh thắng. Kết quả chính là do quỷ Keo Kiệt kia chạy tới kiếm ma bảo của người ta, khiến hợp kích trận thức của chúng ta không thành, triệt để đánh thua. Vì thế, tông chủ mới đem chúng ta nhốt vào trong Tích Lôi Sơn hơn 60 năm, gần trăm năm. Lúc này, quỷ Lanh Lợi vừa nhắc lại chuyện cũ, vừa nhìn về phía quỷ Keo Kiệt. Quỷ Keo Kiệt giận dữ, giống to, lão Tam không phải đã nói không đề cập tới chuyện sao, tại sao lại lôi nợ cũ của ta ra, muốn ăn đòn? Đùng! lúc này quỷ keo kiệt đánh quỷ lanh lợi một quyền quỷ lanh lợi cũng không yếu thế nhất thời hoàn thủ kết quả là hai người trên không trung đánh một đoàn chắc phàm cũng không còn cảm thấy kinh ngạc không thèm quan tâm bọn họ tiếp tục hỏi nếu huyền thiên tông cùng chúng ta đều là hạ tam tông thực lực của tông môn cũng không bằng bọn họ mới đúng làm sao còn có gan cùng bọn họ đoạt linh dược đánh lẫn nhau hắc 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 chắc quản gia ngài có chỗ không biết tuy chúng ta không thể trêu vào ma hồn tông nhưng đừng quên chúng ta thế mà lại là cùng thuộc về thiên vũ hộ quốc tam tông như thể chân tay trung tam tông duy nhất trong thiên vũ thiên hành tông xem như là lão đại của chúng ta một mực bao bọc chúng ta cho nên chỉ cần không phải đại sự ma hồn tông cũng sẽ không tự nhiên bốc lên hai tông chi chiến nếu không thiên hành tông tất nhiên sẽ ra mặt đều là trung tam tông nếu là đánh lên thế nên là ai cũng không hoàn toàn có lợi quỷ hung sát nhếch miệng cười một tiếng giải thích chắc phàm thầm hiểu trong lòng âm thầm gật đầu hắn hiện tại cuối cùng cũng thăm dò được nội tình của hộ quốc tam tông Ma Sách Tông cùng Huyền Thiên Tông đều là lấy Thiên Hành Tông như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, làm tiểu đệ. Mà hắn thì bảo hộ hai vị tiểu đệ này, không để họ bị người của Trung Tam Tông ăn hiếp. Ích lợi hỗ huệ, tất cả đều vui vẻ. Chỉ sợ lúc trước bắt được thần hồn ba vị trưởng lão Ngự Thú Tông về, hướng Ngự Thú Tông làm khó dễ, hắn là không chỉ một nhà Ma Sách Tông, mà còn cả hai tông còn lại. Nếu không phải vậy, Huyền Nhung vốn là đất đai cằn cỗi, sao có thể lại một hơi xuất ra ngàn dặm đất tốt, trục bọn Thác Bạt Thiết Sơn về chứ? đoán chừng cũng là tam tông liên hợp hướng ngự thú tông tạo áp lực ngự thú tông không có cách nào đành phải đáp ứng làm theo mà hoàng thất khuyển nhung thấy tông môn hộ quốc đều đã đáp ứng cắt đất thẳng thắn lại thêm một cái điều kiện đem đám người thất bạt thiết sơn trục về cũng không thể có chuyện lão tử cắt đất một chút chỗ tốt đều không có đi kết quả là ngàn dặm chi địa tư nguyên liền bị tam tông gõ ra vững vàng nắm trong tay ai khó trách 300 năm trước tiểu tam tử đại náo thiên vũ hộ quốc tam tông đều từ chối không muốn xuất thủ xem ra chỉ muốn đất trống không có chuyện nội bộ thiên vũ hỗn loạn bọn họ ngược lại là không thèm để ý nghĩ tới đây chắc phàm bất giác cười khẽ một tiếng tam tông này hiển nhiên là hạng người lấy tiền nhưng không làm việc dù nói thế nào thì hoàng thất cũng xuất ra tư nguyên trong thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng các ngươi người ta xảy ra chuyện ngài dù sao cũng phải giúp một tay chứ nhưng cũng may mắn bọn họ không làm như thế nếu không phải vậy kế hoạch cầm xuống thiên vũ của hắn chỉ sợ cũng phải hủy bỏ Chắc phàm trong lòng cười thầm, đầy mặt cảm khái, dẫn theo tứ quỷ cùng nhau đùa dỡn quát kêu, tốc độ phi hành của năm người một lần nữa tăng tốc, một đường tiến đến ma sách tông. Nửa tháng sau, mặt trời ngày vừa mới xuất hiện, năm bóng người đã như sao băng xẹt qua chân trời. Chắc quản gia, chúng ta đến, cái kia chính là cửa vào tông môn. Quỷ hung sát chỉ một mảnh rừng rậm đen nghịt phía trước, kêu to. Chắc phàm dương mắt nhìn qua, lại thấy chỗ đó cũng không có gì dị dạng, chỉ là một mảnh rừng cây phổ thông bốn phía cũng chỉ giải rác các loại dã thú tầm thường thậm chí ngay cả linh thú đều rất ít gặp nhưng hắn cũng minh bạch nơi này hẳn là ma sách tông toàn bộ tông môn có lẽ bị giấu ở trong kết giới hưu 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 từng đạo từng đạo tiếng xé gió vang lên năm bóng người ảo ảo rơi vào trước sơn lâm quỷ hung sát cùng ba quỷ còn lại liếc nhau ảo ảo bắt đầu kết động ấn quyết chỉ một thoáng từng đạo từng đạo không gian ba động phát ra chờ đến khi bốn người hoàn tất ấn quyết thì đồng thời hét lớn một tiếng toàn bộ sơn lâm trước mặt liền xuất hiện một trận không gian ba động bắt đầu vặn vẹo sau một khắc liền thấy một tòa sơn phong nguy nga cao vút trong mây xuất hiện trước mặt tất cả mọi người bọn họ thì đang đứng chân núi chỉ là trước mặt bọn họ có một tầng kết giới đang dập dờn gợn sóng như nước đang không ngừng rung động chắc phàm biết đây là cửa vào kết giới không nói hai lời liền cất bước đi vào thân thể thông qua tầng gợn sóng kia nhất thời liền tới đến một phương tân thiên địa mà tại nơi này độ nồng đậm của linh khí đúng là gấp 10 lần ngoại giới có thừa quá phê không hổ là ẩn thế sơn môn hoàn cảnh tu luyện cũng là không giống nhau thở sâu chắc phàm chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần thế nhưng ngay tại lúc này một tiếng hét yêu kiều lại đột nhiên vang lên ngay sau đó là từng trận lệ âm gào thét người nào dám xông vào tông môn ma sách tông ta hưu tựa như sao băng xẹt qua bầu trời đêm hiện lên hàn mang lạnh lẽo hướng trực diện mặt chắc phàm mà đến chắc phàm giật mình không kịp quay đầu đành lui lại một bước cổ hướng lên lưỡi đao kia lướt qua chóp mũi hắn theo trước mắt hắn xẹt qua ngay sau đó chính là một cổ tay trắng như ngọc xuất hiện trước hai con người của hắn tay mắt vốn lanh lẹ lúc này chắc phàm liền ra tay ba một tiếng bắt lấy cánh tay ngọc đang cầm đao kia tiếp lấy cổ tay chuyển một cái liền nghe một tiếng kêu sợ hãi duyên dáng vang lên một bóng người thướt tha đáng yêu đã thu vào tầm mắt hắn đó là một tiểu nữ 17-18 tuổi mắt sáng như sao mày như phác họa không thi phấn trang điểm thanh thuần động lòng người chỉ là sâu trong trong mắt, lúc nào cũng tản ra sát ý lạnh lẽo, khiến người ta chỉ là mới thấy, liền có loại cảm giác băng lãnh đông lạnh đến tận xương tủy. Không hổ là đệ tử ma môn, tuổi còn nhỏ, liền đã giết người như ngoé. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, chắc phàm vốn là dân chuyên nghiệp, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng nội tâm nữ tử này, bất giác bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ở trong nhân thế một phen, sau khi đi qua lạc phân thường lương thiện, ngư nhi hồn nhiên, khuyên thành đại nghĩa, còn có xương nhi tử bi, lại quay về ma môn, đúng là có một loại cảm giác không quen. Nhìn đến cô bé này, hắn dường như nhìn thấy chính mình lúc trước khi vừa mới bước vào ma môn. Sắc khí lộ ra ngoài, tàn nhẫn ngoan độc, đối với tất cả mọi thứ trên thế gian đều chỉ có lạnh lùng cùng vô tình. Dường như mục đích của hắn khi bước vào thế gian chỉ có một, hoàn toàn hủy hoại nó. Ma do tâm sinh, ma tùy tâm diệt. Hắn một mực lịch luyện tại thế gian, lại phát hiện ma tính càng ngày càng yếu, hoặc là nói ma tính của hắn đang tiến hành chuyển biến, dảo bước hướng đến một tầng thứ càng cao hơn chỉ là hắn không biết nơi đó là nơi nào hắn chỉ biết tâm cảnh của hắn cho dù là so với ma hoàng cảnh lúc trước còn trầm tĩnh vững vàng hơn nhiều ha 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 một chim non vừa mới bước vào ma đạo môn hạm đã dám hướng diều hâu khiêu chiến quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp nhưng đáng tiếc ngươi còn chưa tới cấp bậc kia rắc chắc phàm đem cánh tay nữ hài kia khẽ bẻ về phía sau nhất thời vang lên âm thanh một trận xương bạo lúc này liền đem nữ hài nhi kia đau đến nhe răng trợn mắt khuôn mặt vặn vẹo cái chán càng là chảy ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh như nàng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng không kêu một tiếng lông mày bất giác nhướng lên một cái chắc phàm âm thầm gật đầu ý chí của tiểu nha đầu này ngược lại là vô cùng kiên định thế nhưng đúng vào lúc này nữ hải nhi kia lại hung hăng quay người lại liền nghe răng rắc một tiếng vang giòn lại đem cánh tay của mình vặn gãy tiếp theo rút ra một đoạn dao găm từ trong tay áo của cánh tay kia không chút do dự hướng sau lưng chắc phàm đâm tới trong mắt bất giác rung động chắc phàm trong lòng càng kinh hãi nha đầu này ngược lại thật sự thấm nhuần tinh túy của ma đạo đối xử với bản thân thật là hung ác giống lão tử trước kia như đúc kết quả là trong lòng chắc phàm không lý do lại là nổi lên một cỗ cảm giác yêu thích nữ tử này giống chắc phàm đều có tu vi thiên huyền tầng 6, nhưng cường độ nguyên thần của chắc phàm có thể sánh vai cao thủ thần chiếu dưới sự giám thị của nguyên thần nữ tử này không có bất kỳ một cơ hội nào có thể đánh lén được chắc phàm nhưng chắc phàm cũng không ngại để cho nàng thành công một lần một tiếng vang trầm phát ra một thanh dao găm vô tư đâm vào tim chắc phàm hai mắt nữ tử kia sáng lên không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ thế nào chỉ có vậy đã cao hứng sao một kích thành công liền cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay ngược lại lộ ra sơ hở dẫn tới thất bại trong gang tấc đây là sai lầm mà người trẻ tuổi thường phạm phải bỗng nhiên một tiếng cười khẽ phát ra trong mắt nữ tử kia bất giác co rụt lại cả kinh thất sắc ngẩng đầu nhìn lại lại nhìn thấy chắc phàm đang vui vẻ nhìn lấy nàng không có nửa phần tức giận cùng kinh hoàng không khỏi sững sờ trong lòng nữ tử kia tràn đầy khó hiểu người này thật kỳ quái vì sao chính mình thụ thương mà vẫn còn mỉm cười chẳng lẽ nói vừa mới là hắn cố ý làm sao có thể thiên hạ nào có tên nào thần kinh như vậy thế nhưng bất luận như thế nào nữ tử này cũng minh bạch trong lòng một đao kia rất hiển nhiên không có tác dụng gì sau đó hung hăng rút ra tiếp tục đâm về phía trước như lần này mục tiêu lại là cổ họng của chắc phàm một kích tất sát dừng tay lớn mật Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, bốn đạo khói đen cùng nhau từ bên ngoài kết giới bay vào trong, bỗng dưng đi đến trước người nữ tử kia, trong nháy mắt đem nàng dơ lên cao. Lại chính là ma sách tứ quỷ xuất hiện, nhìn thấy chắc phàm gặp chuyện, bất giác khẩn trương, muốn đem người hành hung xé thành bốn mảnh. Chắc phàm thấy thế thì không khỏi vội vàng hét to, bốn người các ngươi dừng tay cho ta, thả nàng xuống ngay. À, thân thể nữ tử kia nặng nề mà rơi xuống mặt đất, đau đến thất điên bát đảo, bốn đạo khói đen tán đi, lộ ra khuôn mặt phẫn nộ của ma sách tứ quỷ quỷ hung sát hung tợn nhìn về phía nữ hài nhi kia tức giận mắng tốt ngươi cái tiểu nha đầu dám ở bên trong ma sách tông hành hung đến tột cùng là ai sai sử không muốn sống các ngươi là ai vì sao có thể mở ra kết giới của ma sách tông ta tiểu cô nương kia cũng nhíu mày thật sâu một mặt không hiểu lên tiếng quát hỏi nhưng trên mặt lại không chút nào sợ hãi cùng khuất phục chi sắc nào chắc phàm thấy thế thì khẽ gật đầu trong lòng thầm khen tiểu cô nương này rất có cốt khí bốn người liếc nhìn nhau bất giác cùng nhau quái dị cười ra tiếng quỷ hung sát càng là châm chọc nói khặc 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 tiểu cô nương này thật không có kiến thức ma đạo anh kiệt ma sách tứ quỷ chúng ta ngang dọc đại lục nhiều năm thiên hạ ai không biết ai không hiểu cũng không biết ma sách tông chúng ta tại sao lại có thể có dạng người như các ngươi không phải người không phải quỷ không đứng đắn nữ hài kia hơi chu chu mỏ hư nhẹ nói ma sách tứ quỷ nghe vậy thì càng giận dữ quái khiếu liên tục ha ha tiểu nha đầu ngươi có tin ta xé rách miệng ngươi hay không nha 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 xé miệng nàng quá tiện nghi rồi muốn đem nàng xé thành bốn mảnh không tám mảnh không mười sáu mảnh không một trăm mảnh ma sách tứ quỷ kêu gào ầm ĩ thảo luận cực hình đối với nữ hài nhi này đúng lúc này một tiếng cười yêu kiều lại đột nhiên vang lên u đây không phải bốn vị chấp sự đại nhân làm sao lại nhao nhao la hét tại cửa tông môn cũng không sợ kinh động trưởng lão lại đem các ngươi nhốt vào cái lôi ngục kia không thả các ngươi trở về ách bỗng dưng cả bốn người đều ngậm miệng lại quay đầu nhìn sang lại chỉ thấy người tới là một thiếu phụ vũ mị yêu kiêu, đại khái trên dưới 30, trang điểm đậm, mị thái 10 phần, hoàn toàn là cách ăn mặc một ả hồ ly lẳng lơ. Nữ hài nhi kia thấy thế thì ánh mắt bất giác sáng lên, kinh ngạc nói, sư tỷ, bọn họ thật sự là người ma sách tông ta sao, ngươi không phải nói không biết. Ha ha ha, nhà đầu ngốc, bốn vị này thế mà lại là ma sách tứ quỷ đại danh đỉnh đỉnh tại ma sách tông chúng ta, năm đó là danh chấn một thời. Vài ngày trước mới về tông môn, đảm nhiệm chức chấp sự, chỉ là khi đó ngươi đang bế quan tu luyện ẩm ma đao pháp không biết được nữ hài kia còn chưa dứt lời thiếu phụ đã vội vã đánh gãy cười hì hì giới thiệu ma sách tứ quỷ thấy thiếu phụ này đập mông ngựa bọn họ như thế bất giác một trận tự đắc trên mặt đều là mừng rỡ đầu cũng ngóc lên thật cao một bộ tiểu nhân đắc chí chỉ có chắc phàm trong mắt lóe lên tinh quang tựa hồ nhìn ra cái gì cười thầm trong lòng nữ hài kia chu chu mỏ thì thào lên tiếng ngay cả loại người này đều có thể làm chấp sự ma sách tông không có người ha ha tiểu nha đầu ngươi nói cái gì đó có tin lão tử lúc này liền đem ngươi xé thành hai nửa hay không quỷ hung sát giận dữ lên tiếng giống to chắc phàm vỗ bả vai hắn cười nói tiểu cô nương không giữ mồm giữ miệng không có gì lớn quên đi ngược lại là ta mới đến các ngươi cũng nên giới thiệu hai vị mỹ nữ này cho ta nhận thức một chút đi trong lòng bất giác sững sờ ma sách tứ quỷ liếc nhìn nhau ánh mắt nhìn về phía chắc phàm đầy quái dị vị trác quản gia này từ trước đến nay đối với nữ nhân luôn không có hứng thú gì vì sao lần này lại chủ động như thế nhưng tuy bọn họ cảm thấy kỳ quái cũng không quan trọng, chỉ là mập mờ nhìn lẫn nhau một chút, rồi cùng cười to lên. Hắc hắc hắc, nghĩ không ra hiện tại chắc quản gia lại thích khẩu vị này, vậy thì tốt, Hồ Mỹ Nhi, mau tới hầu hạ chắc quản gia chúng ta. Quỷ hung sát tà cười một tiếng, chỉ tay về phía thiếu phụ kia, mập mờ nói. Bất giác giận dữ, thiếu nữ kia hung tợn chừng mắt nhìn tứ quỷ, sau đó chăm chú nhìn chắc phàm, trách mắng, tông môn có quy củ, trong tông môn không cho phép nam nữ có tư tình các ngươi thân là chấp sự biết rõ rồi mà còn cố phạm phải ta phải đi bẩm báo tông chủ nghiêm trị các ngươi ha ha tiểu cô nương này vẫn là để ta ra tay thật sự là không biết tốt xấu quỷ hung sát khí tức trì trệ săn săn tay áo liền muốn động thủ lại bị chắc phàm một lần ngăn lại chắc phàm cười nhẹ rồi lắc đầu đạm mặc lên tiếng cô nương đừng hiểu lầm ta là đệ tử mới nhập môn của ma sách tông chỉ là muốn kết giao một số bằng hữu trong tông mà thôi không có ý gì khác thật sâu liếc hắn một cái, nữ tử kia nhẹ hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Trái lại, Hồ Mỹ Nhi lại liên tục cười nhạo, cực kỳ nhiệt tình đi tới, kéo tay Trác Phàm, vuốt ve mái tóc trắng phơ tựa như vô cùng yêu thương, thở dài lên tiếng, thì ra là sư đệ mới nhập môn, chậc chậc chậc. Nhất định là trên thế gian ăn không ít khổ, mới có thể xuất hiện tuổi trẻ tóc bạc như thế, có lẽ đã trải qua chuyện gì đó vô cùng buồn phiền đi. Còn tốt, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến thế mà hồ mỹ nhi lại vuốt ve toàn thân cao thấp hắn một đôi tay ngọc dần dần trở nên không quy củ có điều đã đi vào ma sách tông sau này có sư tỷ thương ngươi sẽ không để ngươi chịu một chút ủy khuất cái kia đa tạ sư tỷ chắc phàm cười nhạt một tiếng trong lòng giếng cổ không gợn sóng quỷ hung sát thì lại cười cười cực kỳ mập mờ dặn dò hồ mỹ nhi về sau chắc quản gia giao ngươi hầu hạ tuyệt đối không thể lãnh đạm yên tâm đi sư đệ đáng yêu như thế ta làm sao lại lãnh đạm được chứ một lần nữa vỗ nhẹ nhẹ hai gò má chắc phàm hồ mỹ nhi cười nói thế nhưng là các ngươi vì sao đều gọi hắn là chắc quản gia hắn tên gọi là quản gia sao không trước kia ta là làm quản gia cho một gia tộc chắc phàm khẽ vút cầm giải thích nói ta gọi là chắc phàm hồ mỹ nhi nghe thế thì gật đầu cười nói chắc phàm chắc phàm nổi bật bất phàm tên rất hay đó là đương nhiên chắc quản gia là anh hùng quát tháo phong vân lần này càng là được tông chủ yêu ái, tự mình mời nhập tông, tối thiểu là đệ tử tinh anh, sau này sẽ là hạ nhậm tông chủ, tên có thể không tốt sao. Quỷ hung sát cười lớn một tiếng, cao ngạo nâng đầu lên, cứ như cái tên rất hay này là của hắn vậy. Thế nhưng Hồ Mị Nhi lại khẽ giật mình, trong lòng bất giác hơi hơi siết chặt, thần quang trong mắt nhịn không được rung động một cái, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ có thiếu nữ kia, vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất, một cánh tay còn đang lẻ loi chơi trọi buông xuống, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không để ý bao gồm cả chuyện nàng vừa mới ám sát người thừa kế vị trí tông chủ tương lai nếu chắc phàm thật sự kế thừa vị trí tông chủ của tà vô nguyệt về sau nàng sao còn có thể có quả ngon để ăn